Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang có mặt ở một cái khe suối mọi người ạ. Khe nước khá là to. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ tập trung đi đánh bẫy mọi người ạ, để kiếm một chút thức ăn duy trì ở trong này. Bây giờ thì mình sẽ đi dọc theo cái khe suối này để đi kiếm những cái dấu vết đường đi lại của con chuột ấy. Cái mùa đông này thì thường thường thì nó hay đi kiếm ăn ở gần gần những cái khe suối như thế này. Xin mời mọi người đồng hành cùng mình đi đặt bẫy nhá. Đi kiếm chỗ nào tốt một chút đặt để kiếm thức ăn thôi. Ở đây có một cái lối nó đi qua khe đá này. Cái lối đi này khá là mới này. Có thể đặt một cái bẫy ở đây rất là tốt luôn ấy. Mà cái địa hình vách đá như thế này thì không thể đặt cái bẫy sập cây được rồi mọi người ạ. Chắc là phải đặt cái bẫy sập đá thôi. Đi kiếm một hòn đá bằng bằng rồi thì đặt ngang qua đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm nhá. Chặt một cái cây này về để làm cái cò của cái bẫy. Một cái thanh cây dài này có thể làm được vài cái luôn. Hai, bốn, năm. Năm cái này là năm cái cò của bẫy. Ra được một cái đây. Làm thêm vài cái nữa, bỏ công đặt.
cái cây này về để làm cái mắc, cái lưỡi mắc để nó sập xuống để cây này về làm. Vì đi đặt bẫy này thì có cái gì ở bên cạnh là tận dụng luôn rồi. Khoảng cách từ đây nó sập vào thì vừa phải thôi mọi người ạ. Cái cây ngang này, này đúng cái tầm của nó luôn thì nó mới đập vào thì mới sập được. Tầm này là vừa đấy. Bẫy này thì rất là nhiều người làm rồi. Đoạn mắc này thì làm cho nó chắc chắn một chút để mắc lại để bây giờ ngụy trang lại mọi người ạ, cho nó bắt buộc nó phải đi qua đây. Trang lại bắt buộc nó phải đi qua chỗ bẫy này của mình. Bây giờ tiếp tục đi theo suối đặt thêm vài cái nữa mọi người ạ. Cái bẫy này phải đặt nhiều, một cái không chắc chắn được đâu. Oh. Quả này đặt sóc được này. Chỗ này khá hợp lý này. Chỗ này có một cái khe chạy ở đây ra. Mình sẽ đặt ở đây thêm một cái nữa. Nãy quên chưa test cái uy lực của bẫy cho mọi người xem. Giờ test cho mọi người xem nhé. Chuột qua đây thì với cái sức nặng của đá đè xuống thì không thể chạy được đâu, bị kẹp ở trong này thôi. Giờ sẽ đặt lại và đi đặt thêm vài cái nữa nhé.
ngụy trang lại cho nó nguyên dạng, cho nó tới tối, tối tối nó mới qua. Vì ban đầu ở đây rậm mà, chẳng qua nãy chưa đặt bẫy thì mới phát quang đi thôi. Quan trọng cái đường ở dưới này thì đã che vào hết rồi. Khoảng tối tối nó đi qua đây là, nếu mà nó đi qua đây thì sẽ phải đi qua, bắt buộc phải đi qua cái bẫy này. Vì tường đá mà, bên ngoài cũng chỉ có một cái khe đi nhỏ, lối đi nhỏ như thế này, thông ra đến như kiểu. Đây có cây dứa rừng này, cái lá nó đây. Cây này bé quá, không có quả. Cây páng nhỏ. Cái loại cây này cùng họ với cái đào ấy mọi người. Cây này cũng có thể ăn được. Đi kiếm cái cây to to chút, chặt lót dạ chút đã. Bụi này khả thi đấy. Cây nhìn to vậy mà những cái phần ăn được chỉ có bằng này thôi mọi người ạ. Đây là những cái lá non của nó này. Đây là cái củ lõi của nó. Một đoạn ngắn này. Ăn tạm. Cái loại cây này thì ai mà ăn cái lần đầu tiên thì hơi bị ngứa họng một chút đấy. Còn cái vị của nó ăn mì ăn quen rồi như thế nào, rất là ngon luôn. Tiếp tục hành trình đi tìm chỗ là sóc và là chim mọi người ạ.
Ở đây có một cái loại quả mà chim nó hay ăn này, rụng đầy đất này. Quả đen này, chín rồi. Bây giờ ăn thử loại quả này nha mọi người nhá. Ngon đấy. Nhìn không mùi gì cả. Chua chua ngọt ngọt. Gần như cái vị ô mai mọi người ạ. Nãy ở trên cây này này đông lắm, nhưng mà mình về đây ở dưới gốc động nên là chim bấy rồi. Bây giờ mình sẽ trèo lên hái một chút để đi bẫy chim nhá. Cái loại quả này thì chim rừng rất khoái luôn. Chim ăn tan tác cả rồi mọi người ạ. Nó không còn thành từng chùm nữa. Lẹt tè, những cái quả chín ra sơi sạch rồi. Hai mấy cái quả đen đen về ăn mới ngon ấy. Lại đây nào. Đây có một chùm này. Để chim nó đang vào kìa mọi người. Nó không biết là mình đang ở trên cây này, đang ngồi im thít đây. Loại quả này bẫy chim rất khả thi luôn. Không hề sợ người chút nào luôn này. Ngay trên đầu luôn này. Có một cái mớ quả để mồi trên tay này. Bây giờ đem cái đống quả này thì tìm chỗ thích hợp bẫy chim này. Cái loại quả này ngon thật sự luôn ấy. Ăn hai quả nữa, còn lại để bẫy chim. Công nhận cái quả này ngon thật mọi người ạ. Cảm thấy bẫy chim rồi. Từ đây đi lên thì có một cái khe nước nhỏ đầu nguồn ra này. Đi đặt chim theo những cái khe nước này thì những cái đàn chim nó ăn quả xong nó hay xuống uống vào những cái khe nhỏ nhỏ đầu nguồn này. Bây giờ mình sẽ đặt dọc hai bên, bẫy chim hai bên này, dọc theo khe này lên.
Vậy là xong mấy cái bẫy chim rồi mọi người ạ. Cái loại bẫy này thì đơn giản đấy, là như kiểu nó thắt vào ấy, xong rồi con chim mà nó đậu xuống cái đoạn này ăn là nó sập xuống. Sập xuống nó sẽ bị cái nút thắt, nó thắt cái chân lại. Cái quả này rất là ngon luôn. Xin một quả nữa. Tiếp tục đi thôi. Qua đoạn này nhìn thấy nhiều lốt rừng lắm mọi người ạ. Lá lốt rừng. Đây. Khá là thơm. Thơm quá mọi người ạ, lá lốt rừng. Trên kia có chim nhỉ. Mình thu thập một chút lá lốt rừng đã. Trời gần tối rồi đấy mọi người ạ. Khéo là hái xong chút lá lốt này, mình sẽ trở về chỗ lán này. Trời mà tối đi lại trong rừng khó khăn lắm. Hái nhiều một chút. Chiều hôm nay thì mình mải mê đi đặt bẫy quá, nên là chưa kiếm được cái gì ăn cả. Bây giờ thì trời đây đã tối dần rồi. Cái mùa này thì công nhận trời tối rất là nhanh luôn đấy. Nãy thì hái được một mớ lốt rừng đấy rồi. Tối chỉ cần đi kiếm một chút cua với chút ếch, nấu bát canh, ăn cho nó ấm người. Có lẽ là bây giờ mình sẽ kết thúc cái video này và quay trở về lán thôi. Chào tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào những cái video tiếp theo của mình nha. Chào tất cả mọi người.